Hôm nay, vòng 1/8 bóng đá Nam ASEAN sẽ diễn ra với những cặp đấu thú vị, đặc biệt là cuộc chạm trán giữa U23 Thái Lan và Iran vào lúc 15:30, cùng cuộc đối đầu giữa chủ nhà Trung Quốc và Qatar vào 18:30. U23 Thái Lan, sau khi may mắn vượt qua vòng bảng nhờ lọt vào top 3 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất, bây giờ đối diện với thách thức lớn khi phải đụng độ Iran, một đối thủ mạnh mẽ đến từ Tây Á. Đội tuyển U23 Iran đã thể hiện sức mạnh rõ rệt sau vòng bảng khi họ cầm hòa Saudi Arabia và đánh bại U23 Việt Nam với tỷ số 4-0, sau đó thắng Mông Cổ 3-0. U23 Iran không chỉ ấn tượng ở khía cạnh thể lực mà còn chiếm ưu thế trong chiến thuật và kinh nghiệm thi đấu. Trong danh sách ứng cử chức vô địch, Iran luôn là một trong những ứng viên nặng ký. Trong khi đó, U23 Thái Lan không để lại ấn tượng mạnh mẽ ở vòng bảng và chỉ tiến xa nhờ vào may mắn. Họ không giành được chiến thắng nào và chỉ có 2 trận hòa trước Kuwait và Bahrain, đồng thời thua Hàn Quốc 0-4. Đội bóng này, với đa phần là các cầu thủ trẻ, đã trải qua nhiều khó khăn khi bước vào sân chơi châu Á. Thành tích của bóng đá trẻ Thái Lan cũng không tốt trong thời gian gần đây, không thể giành HCV tại SEA Games và giải U23 Đông Nam Á. Trước vòng 1/8, huấn luyện viên Isara Seritaro của Thái Lan đã thừa nhận Iran là một đối thủ xuất sắc hơn. Dù vậy, ông và các học trò vẫn quyết tâm chơi mạnh mẽ và kiên nhẫn, với hy vọng có thể tạo nên bất ngờ trong trận đấu sắp tới.